Dạ, chào anh chị ban giám khảo, em tên là Hùng Ngọc Toàn. Em 33 tuổi và đã có kinh nghiệm 8 năm trong việc tư vấn và tư vấn cho khách hàng đầu tư bất động sản. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì em khá là tự tin cái việc mà hình thành nên một cái dịch vụ để tư vấn cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đa phần nhà đầu tư chuyên nghiệp và có tài chính tốt thì thường họ sẽ không có thời gian và đủ kiến thức chính thống lẫn thị trường đằng sau lưng và những kiến thức nội bộ để có thể đưa ra quyết định đầu tư. Thì cái cách hoạt động của em là tương đối khác so với đa phần những công ty khác. Thì em thu thập tất cả những thông tin đó, đưa ra một cái bài phân tích để cho nhà đầu tư có thể biết được rằng là tôi bỏ vốn bao nhiêu và tỷ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu có thể đạt được trong một năm nữa là bao nhiêu. Và đa phần khách hàng của em là khách hàng rất là lâu dài, từ 4 tới 5 năm. Và đó là lý do tại sao mà trong 3 năm 2019, 2020, 2021 thì đặc biệt 2021 là em có một cái số lượng giao dịch rất là lớn, khoảng 400 đến 450 tỷ, khoảng tầm 40 đến 50 ngàn. Và nếu như mà tính về cái dự án, em làm rất nhiều dự án nhưng mà dự án nào mà có khả năng đầu tư sinh lời cao nhất đó, thì em sẽ tập trung rất nhiều và không có lan man vào những dự án khác, tại vì cái chỉ số mà bên em cam kết cho khách hàng chính là cái ROE, có nghĩa là họ bỏ ra tiền bao nhiêu và sinh lời được bao nhiêu phần trăm trên vốn sở hữu trong một năm. Và tụi em có thể tối ưu cái không gian hàng cho họ và trình bày cho họ những cái căn cứ và kiến thức rất là vững vàng để cho họ có thể phân tích và họ hiểu được rằng là cái điều đó đã có khả thi hay không và đánh giá rủi ro là như thế nào đối với cái cơ hội đó. Thì năm 2015 em đã là một quản trị viên của tập đoàn Novaland. Thì tới năm 2016 em nhận ra một cái điều rằng nếu mình làm cho tập đoàn thì mình chỉ có thể phục vụ đến tập đoàn, có nghĩa là bán hàng bằng mọi giá. Thì em cảm thấy được là em phải đi một con đường riêng. Ngay từ năm 2016 em đã tách ra để làm một công ty riêng và em phục vụ lớn cho khách hàng và em đầu tư chung với khách hàng. Em kiếm hàng cho khách hàng cũng là kiếm hàng đầu tư cho chính bản thân mình. Và em thành lập lên một cái công ty và cái đó là cái logo của công ty em. Và em đến đây là em cảm thấy được là công ty này rất là hay. Hay ở cái là đây là gần như là công ty đầu tiên có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân. Và cái điều mà em lan tỏa là như vậy, thật sự em không có tiền để làm cái tên nhiều tiêu đầu tư đâu, nhưng mà cái điều mà em đang làm, những khách hàng làm việc mà nhìn vô em họ rất tin tưởng em tự tin rằng đối với nghề bất động sản thượng vàng hạ cám, nhưng thật sự em đang làm một điều đúng và điều đó nếu lan tỏa rất tuyệt vời. Cuộc tranh tài tỷ phú môi giới bất động sản, nơi tìm kiếm tài năng nhà môi giới thời đại mới, phần thưởng dành cho quán quân là 1 tỷ đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn. Đăng ký ngay để trở thành tỷ phú môi giới bất động sản mùa đầu tiên.